Gió đẹp anh em nắp con carbon cánh thẳng này vào để thả. Kéo. Về cẩn thận bung mẹ ra kia. Bung làm sao được? Được. Nghe thử phát nào. Úi xù. Hôm nay vào nhậu quá, nhậu quá. Hơi nhầm đấy, bây giờ vào rửa mặt đi nhá. Mà chờ các bọn nó nhẹ. Chó này buổi tối nó xỉu thôi. Nghe êm. Hôm nay gió chiều lại gió đẹp. Ở mình gió mới đẹp. Gió đẹp. Tí nắp con này luôn được đúng không? Vâng. Con kia nuôi căng hơn con này. Đấy là gớm. Hơn như con này vào đấy không? Em không. Nào anh phải quay ra. Tí sẽ nắp con này vào nha các bạn nha. Đấy, bung cái này rồi này. Bung cái này cho keo vào phát. Cái này bùng từ sáng hôm qua. Cánh thẳng luôn này. Cánh thẳng luôn, chơi cánh thẳng luôn. Không như lại. Chơi hẳn cánh thẳng luôn. Câu. Đâu cháo đâu. Đã luôn, riêng hai củ này lên ra ngoài sớm của anh Đức chắc gì đã át được. Không buộc chống lật thôi. Chỉ át được con còng thôi. Anh sợ còi rồi. Anh chỉ át được con còng thôi. Còn... Anh dị ứng với bọn còi. Riêng của này kéo hẳn qua xuống. Còi lên anh không ngờ anh ngã được. Ok, đã xong rồi, bây giờ anh em đem đi thả đây. Đi thôi, ra đi ra kia chứ. Đấy, em đâm cái diều. Nhìn con này giống con ếch nhỉ. Nhìn cái đuôi giống hơi giống con ếch. Đây, đu ở đây rồi. Chờ không có xe đâu, mới đu ở đây không được. Tí xe nhiều. Lên hẳn trên cho nó đỡ vào dây điện. Thằng tắp rồi. Nói chung khung carbon này nó nhẹ, thả nó cũng dễ lên. Thả 4-500 không? Chơi cuốn. Chơi. Nó đẹp luôn đấy. Bây giờ dòng về đằng đầu kia để cột thôi. Em có thả một con thôi mà có người này ông ở dưới ngồi nhìn này. Kiểu này khi nào con nữa thả nhỉ? Thả một con diều mà ra mà. Gần chúng ông ngồi thả diều. Ném mẹ méo bố nữa ấy. Ném méo nghe ngay. Ném làm sao về nhà được nhỉ? Méo ngay. Không trẻ. Anh đừng quay nhá. Anh đừng quay. Hôm nay không trẻ, không quay, không trẻ. Cái thầy à. Anh này dòng bố về nhà được mà. Bây giờ không thích dòng. Mở ra. Tân đèn, cửa tân đèn. Đấy, mắc mẹ rồi, mắc rồi. Thôi được rồi. Thôi, video tạm dừng thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.